Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá chôm chôm, giá nhãn ngày 1 tháng 7 2023 có giá cụ thể như sau. Nhãn e đo giá từ 14 đến 15 ngàn đồng một ký. Nhãn da bò từ 8 đến 10 ngàn đồng một ký. Nhãn xuồng từ 30 ngàn đến 33 ngàn đồng một ký. Chôm chôm Java giá từ 5 ngàn đến 6 ngàn đồng một ký. Chôm chôm đường từ 10 đến 12 ngàn đồng một ký. Chôm chôm Thái giá 14 đến 15 ngàn đồng một ký. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút thích video cũng như có thể bình luận để trao đổi thêm. Xin kính chào.